Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp lực lượng liên quan cho biết, liên tiếp phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp và một bánh heroin. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, tại đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Tý, sinh năm 1996, tỉnh Quảng Trị, thu giữ một túi ni lông, bên trong chứa tổng cộng 11.938 viên ma túy tổng hợp. Tiếp đó, vào 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an huyện Lệ Thủy phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Đại Dương, sinh năm 1976, trú tại huyện Lệ Thủy, đang cất giấu 17 viên nén hình tròn màu hồng và một túi ni lông chứa bột màu trắng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Đại Dương, thu giữ thêm hơn 6.100 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến và gần một bánh ma túy loại heroin. Cả hai đối tượng đều khai nhận số ma túy tổng hợp trên đều dùng để sử dụng và buôn bán kiếm lời.